Chào mừng các bạn đến với kênh Kamisa TV. Vinh diễn xuất toàn tập với Nhã Vương trong đêm định mệnh. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Bên Bờ Hạnh Phúc. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Sau khi đánh nhau một trận tơi bời, Vinh diễn không muốn cãi vã với Nhã Vương nữa. Anh tranh thủ vào nhà tắm trước để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước khi Vinh diễn kịp thay đồ, Nhã Vương đã đứng ngoài cửa liên tục đập cửa và nói rằng cô cũng cần vào nhà vệ sinh. Nhưng Vinh Hiển chưa kịp tắm, anh cho rằng đó là nhà vệ sinh của mình và không cần phải nhường cho ai. Nhã Phương cảm thấy bất lực và chỉ có thể ngồi chờ trên ghế. Một lúc sau, khi Vinh Hiển bước ra, anh thấy Nhã Phương đã ngủ từ lúc nào không biết. Nhìn Nhã Phương như vậy, Vinh Hiển cảm thấy thương cô, nên anh muốn đến gần để bế Nhã Phương lên giường. Vinh Hiển bước từng bước thật chậm, không muốn Nhã Phương thức giấc. Nhưng chưa đi được mấy bước, Nhã Phương, không biết đang mơ thấy gì, đã thẳng chân đá vào hạ bộ của Vinh Hiển, khiến anh đau điếng. Vinh Hiển cố gắng nén đau để không phát ra tiếng hét. Sáng hôm sau, khi Vinh Hiển vừa mở mắt thức dậy, anh vội vàng tìm đến nhà tắm để đánh răng và chuẩn bị đi làm. Do vẫn giữ thói quen, khi đóng cửa phòng tắm, anh phát hiện Nhã Phương đang ở trong đó. Nhã Phương, sợ hãi, vội vàng lấy khăn tắm quấn lại. Cả hai nhìn nhau rồi hét lên. Sau khi định thần trở lại, họ mới nhớ rằng mình vẫn đang đóng kịch với nhau. Trong lúc này, dưới nhà, cả gia đình Vinh Hiển đang chờ hai người xuống để dùng bữa sáng. Ông ngoại đang háo hức, trong khi bà Hương và bà Hoa liên tục trách Nhã Phương vì không có ý tứ, ngủ dậy trễ ngày đầu tiên về làm dâu. Ông ngoại ngay lập tức lên tiếng bênh vực Nhã Phương, nói rằng cô ấy có lẽ đã mệt vì tiếp khách nhiều hôm qua. Gia đình ông không thiếu người giúp việc, nên Nhã Phương dậy sớm cũng chẳng làm được gì, cứ để cô ấy thoải mái. Sau bữa sáng, Nhã Phương tìm đến nhà của Thành để tám chuyện. Thanh liên tục gọi Nhã Phương là phu nhân, khiến cô cảm thấy khó chịu. Thanh kể cho Nhã Phương nghe về việc tối hôm qua cô đã gặp lại ân nhân của mình, tại bữa tiệc cưới. Ân nhân của Thanh chính là em chồng của Nhã Phương. Cô mỗi lần gặp Bình lại gặp chuyện. Nghĩ lại tình huống ngày hôm qua, Thanh cảm thấy khá xấu hổ. Nhã Phương còn đùa rằng có lẽ hai người có duyên từ kiếp trước, nên kiếp này mới gặp nhau nhiều như vậy. Sau đó, họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong lúc này, Vinh Hiển cũng đang rất mệt mỏi ở công ty, liên tục bị Chí Kiên hỏi về đêm tân hôn. Mặc dù Vinh Hiển đã nói rằng giữa hai người không có gì xảy ra, nhưng Chí Kiên không tin. Một nam một nữ ở chung một phòng, cả hai còn say mềm như vậy, thì làm sao không có chuyện gì xảy ra được? Trước lời khẳng định của Chí Kiên, liệu Vinh Hiển sẽ làm gì để thanh minh cho bản thân mình? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.